Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình. Để tiếp tục, Thùy Dương xin kính mời quý vị theo dõi phần 2 của loạt chương trình phỏng vấn đặc biệt cựu đại sứ Bùi Diễm nhằm tìm hiểu ghi nhận của ông về tân tổng thống Donald Trump do Võ Thành Nhân thực hiện. Dạ, thưa ông, khi mà chúng ta nói rằng là cái vấn đề mà nội bộ của Hoa Kỳ, những cái khó khăn về Obamacare, những cái khó khăn về vấn đề NAFTA, những cái quyết định về vấn đề mà chính sách thay đổi những cái chương trình bảo hiểm y tế hay là di dân, thì đó là vấn đề mà của bên trong nội bộ của Hoa Kỳ. Nhưng mà những cái sắc lệnh liên quan tới vấn đề an ninh quốc phòng, những liên quan tới vấn đề mà người di dân thì nó lại ảnh hưởng trên thế giới. Thì cái ghi nhận của ông thì như thế nào vậy thưa ông? Chúng ta phải nhìn nhận là ông Tổng thống mới đó, ông Trump đó, ông có cái đặc tính là ông ấy luôn luôn đưa ra những cái lời tuyên bố hoặc là những cái chương trình hết sức đặc biệt làm cho không những người dân Hoa Kỳ phải chú ý mà cả thế giới cũng phải chú ý. Đặc biệt là như anh vừa mới đề cập tới những cái biện pháp mà ông ấy đưa ra về phương diện gọi là những người ở từ ngoại quốc mà có thể tới Hoa Kỳ qua những cái chương trình di dân. Ngoài ra, ngoài những cái vấn đề có thể nói rằng thì là gây sôi nổi trong những ngày vừa qua, thì dĩ nhiên về sau chúng ta cũng còn thấy rằng thì là những cái gọi là những lời tuyên bố về thái độ của Hoa Kỳ đối với các nước khác trên thế giới. Nhưng mà ngay lúc đầu khi mà anh Nhân có đề cập tới những cái chương trình di dân không những ảnh hưởng tới cái nội bộ của Hoa Kỳ mà còn ảnh hưởng tất cả những cái nước khác trên thế giới, đặc biệt là những cái sắc lệnh của ông ấy ngăn chặn trong một thời gian 3 tháng tất cả những cái người thuộc 7 nước gồm có những nước như là Libya, Sudan, Somalia, Yemen, Iran, Syria và Iraq. Thì những cái biện pháp đó ông ấy đưa ra để mà những cái người gọi là chịu cái trách nhiệm phải kiểm soát những cái gọi là những cái người nhập Hoa Kỳ gây sôi nổi không những ở trong nước mà còn ở ngoài nước. Người ta cho rằng ông ấy thì và những người ủng hộ ông ấy thì cho rằng đây là những cái biện pháp để mà bảo vệ cái nền an ninh của Hoa Kỳ, chứ không phải là những cái biện pháp nhằm tới các người Hồi giáo. Nhưng mà nói thế nào chăng nữa thì cũng không ai có thể bảo rằng thì là những cái biện pháp đó không nhằm tới những cái người có thuộc Hồi giáo. Vì vậy cho nên những cái dư luận cấp tiến ở trên thế giới, người ta nổi lên, người ta chống đối. Mà không những dư luận trên thế giới chống đối, mà ngay dư luận cấp tiến ở trong nước. Ngay từ lúc ông Trump được bầu lên làm Tổng thống, người ta đã chống rồi, nay lại có những cái biện pháp như vậy. Thành ra sự chống đối của những người dân ở Hoa Kỳ, cũng như là những cái dư luận ở các nước trên thế giới cũng nổi lên chống đối. Người ta đưa ra những cái phần mà gọi là thăm dò dư luận ấy. Thì người ta nói rằng chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ có một người Tổng thống mới lên làm Tổng thống mới được 2 tuần mà không được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân
mà chỉ được một phần nào thôi, là bởi vì sự chống đối có thể nói cũng lên tới hơn 50% và sự ủng hộ chỉ vào khoảng 43-44% mà thôi. Đấy là người ta nhắc lại là trong lịch sử Hoa Kỳ, lúc ông Obama chẳng hạn ấy, thì lúc mới lên làm Tổng thống thì cũng được sự ủng hộ cho tới 70%. Mà những ông Clinton hay ông Bush này khác ấy, thì cái sự ủng hộ của người dân Hoa Kỳ cũng lên tới có thể nói rằng thì hơn 50%. Trong khi ông Trump chỉ được có từ 44-43% mà thôi. Đấy là cái mức ủng hộ của người dân Hoa Kỳ trong những ngày đầu theo sự thăm dò dư luận ở Hoa Kỳ. Còn nói tới ngoại quốc ấy, thì cũng là một cái dư luận có khuynh hướng cấp tiến ở khắp mọi nơi. Ví dụ như ở bên Anh ấy, thì có đến gần 2 triệu người ký vào một bức thư yêu cầu nước Anh không được mời ông Trump đi qua, với tính cách là một người được Anh Quốc mời sang thăm. Rồi thì là người ta thấy cả những cái vụ biểu tình ở bên Pháp hay là ở rất nhiều nước khác nữa cũng chống lại những cái biện pháp mà người ta gọi là chống lại với lại nghệ Hồi giáo mà do ông Trump đã đưa ra đề cử một cách hết sức đột ngột. Ví dụ như người ta nói rằng ông đã làm những cái quyết định đó, ông ấy đưa ra những cái biện pháp đó mà nhiều khi không dò hỏi ý kiến của ngay cả những người trong nội bộ của chính phủ ông ấy nữa. Thành thử ra nếu nói tới cái vấn đề mà gọi là những ngày đầu của ông Trump thì trong nước cũng có những người ủng hộ ông ấy, thì cho rằng thì là những cái biện pháp mà ông ấy đưa ra là để bảo vệ nền an ninh của nước Mỹ thì tại sao lại chống? Thì cũng có những người mà có thuộc khuynh hướng cấp tiến hay cũng đã sẵn có là thiên ý từ phía những người dân chủ thì chỉ trích ông ấy là những người chủ trương nghĩa là cô lập hóa Hoa Kỳ. Thành thử ra rằng thì là tạm thời mới trong có 1-2 tuần mà dư luận trong nước cũng như là dư luận ở bên ngoài ấy, không mấy thuận cho ông Trump. Và vì vậy cho nên rằng thì là có lẽ trong những ngày sắp tới người ta mong rằng ông ấy sẽ dịu bớt đến cái lời tuyên bố quá đáng mà để trở theo về cái gọi là cái chiều hướng gọi là thuần thục của một nước Mỹ đáng đúng cái vai trò gọi là lãnh đạo trên thế giới. Dạ, xin cảm ơn cô đại sứ Bùi Diễm. Kính thưa vị, vừa rồi là phần 2 của cuộc phỏng vấn của chúng tôi và cô đại sứ Bùi Diễm. Chúng tôi sẽ trở lại trong phần 3. Thông báo, xin trân trọng thông báo thầy Huỳnh Trọng Tâm sẽ có mặt tại chùa Viên Ân Tự 13915 New Hampshire Avenue, Silver Spring, Maryland 20904 từ ngày 25 tháng 3 đến 2 tháng 4 2017 từ 7 giờ sáng đến 11 giờ sáng và 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều để châm cứu, dược thảo, bắt mạch, bấm huyệt, xoa bóp trị liệu, châm cứu thẩm mỹ. Gia ủng hộ 30 Mỹ Kim, xin liên lạc 813-464-0967. Thưa quý vị, tại cuộc triển lãm công nghệ quốc tế CEDIA, trong đó có nhiều công ty danh tiếng tham dự như Mercedes, Samsung, LG, Sony, Bose cùng nhiều công ty sản xuất ghế massage tham dự. Ghế massage của Loraco vinh dự nhận được 2 giải thưởng giá trị nhất là Best Quality in Home Furnishing, chất lượng cao nhất trong lĩnh vực nội thất do tạp chí rất nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ là Innovation and Tech Today, tạm dịch là Sáng tạo và Kỹ thuật Ngày Nay trao tặng, và Best of Show,
tức là sản phẩm độc đáo nhất do Hiệp hội Residential Systems trao tặng. Đây là một vinh dự lớn lao cho công ty Luraco. Một lần nữa, ghế massage Luraco khẳng định vị trí vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ghế massage Luraco cũng vinh dự được dùng làm vật lý trị liệu cho các quân nhân trong các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ghế massage Luraco cũng là ghế duy nhất có những bằng chứng khoa học từ trường đại học Weber, tiểu bang Utah về các tính năng vật lý trị liệu hiệu quả nhất. Thêm chi tiết xin liên lạc 1-800-483-9930. 1-800-483-9930. Năm mới sắp đến, vườn mai vàng Florida xin kính chào quý cô bác anh chị. Nhằm phục vụ quý đồng hương để có một cây mai chân trong ngày Tết hoặc khai trương đại lý, vườn mai vàng Florida chuyên cung cấp tất cả các giống cây ăn trái và cây kiển bonsai, đặc biệt nhất là mai vàng đã sẵn sàng đón mừng xuân mới. Giá cả phải chăng, chỉ trên 30 đồng quý khách có một cây mai chân trong ngày Tết. Xin quý khách vui lòng gọi số 941-301-9251. 941-301-9251 hoặc vào trang nhà www.maivangflorida.com. Vườn Mai Vàng Florida xin trân trọng kính mời. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com. Kính thưa quý vị, chương trình Good Morning DC đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn quý vị vào sáng mai 9:30 sáng giờ Hoa Thịnh Đốn. Kính chúc quý vị có một ngày an lành bên người thân và gia đình. Thùy Dương xin được kính chào.